Rồi chào các bạn, mọi người đang xem ha. Nay thì xịt thuốc đất nhà nha mọi người. Cử này mình xịt nó cũng là cử 2 rồi nha. Lúc trước mình có xịt hết cử bồ lạch nha các bạn. Cái này lúa mình cũng được 35 ngày. Xịt cử đậu các bạn, với sau cuốn lá lay lay nè. Chi vi khuẩn rồi ha. Đợt này thì mình xịt cái thằng mà chi do nồng xanh. Này gói 4 mấy ngàn, nó quên nữa rồi các bạn ơi. 4 mấy ngàn. Xịt cho 3 bình. 3 bình 25 lít nha. 4 bình chứ, 4 bình 25 lít. Do là lúa còn nhỏ mình cũng xịt tiết kiệm thuốc các bạn. Với jasmine này nó cũng không có bị đau, không giống như mấy giống OM18 hoặc là 504 ha. Còn này Stunner này của Sumitomo nha các bạn, thuốc này cũng ra lâu rồi nha. Mà nó hơi mắc các bạn. Gói này thì nó 7 mấy ngàn nhưng mà mình xịt được 3 bình. Đó, 30 gram trên bình 25 lít nước nha. Là một gói này xịt được 1,5 nha các bạn. Với lại Solo hình như gói 18 ngàn tiền mặt nha. Nãy giờ mình nói là nói tiền mặt nha các bạn. Solo của UFC 18 ngàn, nói chung thuốc này xịt cũng đạt chứ lắm bạn, đạt các bạn. Này mình xài khoảng 2 năm rồi. Không bị kháng thuốc các bạn ơi. Xịt sâu rất là đạt. Với lại cũng rẻ nha, bình 25 lít luôn. Với còn gói kia nữa. Thuốc này cũng thuốc mới nha. Không biết có ra lâu chưa mà mình mới xịt lần đầu. Thấy cũng im im ha. Của An Phát Nông các bạn. Supercat nè. Này vật chất của nó lạ lạ, chiết xuất từ hạt phấn hoa cây cải điều, cải dầu gì đó các bạn, cải dầu chứ. Gói này như là 13,000-14,000. Quên mất luôn. Một gói bình 25 lít nha. Trộn giống cũng bự luôn nha các bạn. Xịt thử coi hiệu quả như thế nào ha. Rồi, giờ mình quay cái cần đang xịt bằng cái cần xịt thuốc bao bét nha mọi người. Nói chung là cần này hiện tại mình đang bán rất đắt nha các bạn. Hôm nay thì hàng ta đang đặt dồn như lắm dồn, mấy anh em mà cô chú anh chị nào có đặt rồi mà mình chưa có gửi ha, thì thông cảm đợi giùm mình 2-3 ngày nha. Tại vì nó dồn quá, có hai người làm không kịp nha các bạn. Đang xịt là cần 3 bét. Với bằng gần chút 2 m. Nói chung là bộ này trọn bộ luôn, mình đang bán là giá 225 ngàn. Còn khúc đầu không thì nó 135 nha. Đó. Xịt bằng cái máy Trung Quốc nè các bạn thấy không? Này xịt rất là nhẹ máy nha các bạn, không có nặng máy. Với lại cũng gọn nhẹ, dễ đem theo người xịt cái cây này kia cũng được luôn, rất là tiện nha. Rồi. Mình đang cầm trên tay đây là cái sản phẩm cần phun thuốc bao bét của mình nha mọi người. Bên mình tự thiết kế rồi giờ tự làm tự bán luôn nha. Chứ không có qua trung gian nha mọi người. Ở đây thì nó gồm có là một bét, nói chung là bét này ta kêu bằng bét xịt rửa máy lạnh nha mọi người, chứ không phải là bét rửa xe nha. Rửa xe thì nó khác bạn ơi. Lỗ 1 ly 2. Em quay gần cảnh nè. Lỗ 1 ly 2, còn hai cái bét dưới cũng lỗ 1 ly 2 luôn. Hai bét dưới là bét 3 tỷ nha. Cái bét này chỉnh được nha mọi người. Nè, để mình dặn ra chỉnh cho các bạn người xem nha. Nó có một cọng xin nha. Nó dành cho cô chú anh chị nào chưa biết, mình dặn ra cho xem thử nha. Nó có một cọng xin mà cũng có 4 đường xoáy thuốc giống như cái bét lớn. Đó. Bét này mình có thể dùng để xịt tháo ra, xịt có bờ cũng được. Ba bét này bét nào cũng xịt có bờ được hết. Đây. Lâu lâu mình anh em mình mà con rồi có xài thì lâu lâu mình tháo ra mình coi có dính ba cái hạt chấu rồi trong này không, mình tháo ra nha. Sợ nó bị nặng máy mình á. Đây, còn cái bét này thì nó hai xin. Cái bét này thì mình đặt bên xưởng làm cho cọng xin nó bự lại nha các bạn, cho nó cứng, đừng cho nó mình lúc mà mình đang xịt đó nó tự xoay xuống là bét mình nó tự nhuyễn lại nha. Cọng xin mà nó lỏng quá thì nó sẽ tự xoay cái nắp này xuống và nó sẽ nhuyễn lại. Thành ra là cái lối mình đi không được xa nữa, thành ra mình mất chỉnh hoài liên tục. Thành ra sau này mình đặt cho cái cọng xin trong này cho nó bự hơn xíu, thành ra là nó hơi khít gít nữa bạn. Mình chỉnh thì nó cứng tay thiệt, nhưng mà chỉnh một lần xịt xong luôn, xong miếng đất luôn, không có chỉnh tới chỉnh lui. Cái đầu gang này là cái đầu gang thông dụng nhất nha. Nói chung là cái cần trên thị trường là cái cần đang bán bây giờ trên thị trường là cái đầu nào cũng cái cần loại nào cũng gắn vô hết nha các bạn.
Đó, cái đầu ốc này thì 17 ly, cái lỗ trong thì nó gen 13 hay gì nè. Đó, hiện tại thì mình bán cái khúc này thì giá của nó hiện tại là 135.000, còn anh em thì muốn lấy, anh em nào có muốn lấy mà hai cái bét lớn, bét cửa chỉnh cao áp hay lớn ha. Hai cái lớn thì nó 150 nha các bạn. Còn một cái lớn thì nó 135, tại vì cái bét cửa xe, cái bét chỉnh nó thì nó mắc hơn hai cái bét nhỏ. Hai ba cái bét này mình có bán lẻ để dành thay luôn nha. Còn cái bét trên này mình có bán nắp. Mình bán cái nắp gời của nó là một cái 15.000. Cái nắp đầu nè. Bán một cái nắp này 15.000. Để anh em này sau này có thay ha. Rồi cái bét dưới mình không có bán nắp, mình bán viên con cái 18.000 nha các bạn. Tổng thể là một bộ, thường thường là các bạn mua thì nên mua cái nắp, tại vì anh em thường thường anh em sợ anh em ham chỉnh cho nó xa. Chỉnh nó xa nhiều khi nó hút cái mí găng của nó là nó bung ra ngoài luôn, nó lấy là nó nổ luôn nha bạn. Cái này nó nổ dưới ruộng rồi là coi như là bỏ nha. Đó mình tư vấn cho anh em là biết được anh em mua về xài, đó 15.000 thôi anh em mua để dành xài chứ nó không có hư hao gì hết. Bằng đồng thao các bạn ơi chứ không phải bằng thao nha. Anh em nào có mua xài thì có đặt hàng thì anh em đừng có nhắn tin qua tin nhắn nha. Anh em liên hệ qua Zalo hoặc là điện trực tiếp nha, không có mình không có trả lời qua tin nhắn, tại vì nhiều chỗ quá mình gối không biết đường trả lời luôn á. Anh em cứ trực tiếp liên hệ mình thì mau hơn, hoặc là liên hệ qua Zalo. Còn bây giờ hiện tại hàng của em đang dồn, anh em nào có mua thì đặt bây giờ thì khoảng 5-6 ngày mình mới gửi đi kịp. Nếu mà có hàng sẵn thì mình gửi đi liền nha. Phần này mình bán là mình chưa có báo giá ship nha. Tiền ship cho một bộ này gồm cái cần trúc 2m luôn á thì nó 28.000, còn cái khúc này không thì tiền ship 26.000. Trong tỉnh Kiên Giang thì tiền ship 17.000, còn luôn cái cần 2m kia cũng tiền ship 17.000 nha mọi người, tại vì trong tỉnh đó, tiền ship lúc nào nó cũng rẻ hơn ở ngoài tỉnh nha. Đây nó ra thuốc rất là đều nha mọi người. Mình đang xịt là cái lối 11m nha. Trời hơi gió nè các bạn, trời hơi gió nhưng mà vẫn xịt đạt các bạn. Cái lối này đang xịt đó là cái lối này là 130 mấy mét nha các bạn. Tại mình là nhiều khi anh em có hỏi mình nói khoảng là 130 hoặc là 120 mấy. Mình lúc nào mình cũng nói bớt hết trơn các bạn chứ mình không có nói hơn nha. Đang xịt đất nhà là 130 mấy mét nha mọi người. Đây ra thuốc rất là nhuyễn luôn. Đây tới bờ kinh luôn nha. Đây để quay cận cảnh thì cần cho các bạn xem nha. Rồi, mình clip làm tới đây thôi ha. Rồi, chào các bạn và mọi người luôn ha.